Thưa quý vị, hôm nay Minh Hải Miền Đông đọc và gửi đến quý vị một câu chuyện nói về tình nghĩa thông gia. Và các câu chuyện nói về thông gia rất là tế nhị. Người con gái, người con dâu đã chia sẻ lại tình cảnh đầy oái oăm, mang tính chất rất cay đắng cho mẹ đẻ của mình và mẹ chồng. Và câu chuyện như thế nào thì sau đây tôi kính mời quý vị lắng nghe chi tiết mà người phụ nữ này chia sẻ lại. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Tôi và bạn trai quen biết đã 2 năm, nay đã đi đến kết hôn. Tuy anh ấy rất yêu tôi, nhưng trước mặt anh, tôi vẫn cảm thấy mặc cảm tự ti. Nhà anh gia thế hiển hách, cha là nhân viên chính phủ, mẹ là giáo viên nổi tiếng. Còn gia đình tôi làm nghề nhặt ve chai. Tôi không bao giờ hối hận vì đã sinh ra ở gia đình này, nhưng cũng rất lo lắng gia đình chồng sẽ xem thường tôi. Anh ấy cao to đẹp trai, phong thái nhẹ nhàng, luôn thu hút sự chú ý của các cô gái. Tôi chỉ là cô gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn, dù không mang theo dáng vẻ quê mùa. Lúc đi gặp cha mẹ anh, tôi rất lo lắng, sợ họ sẽ ghét bỏ tôi. May thay, bố anh rất hiểu và cảm thông. Ông tuyên bố, chỉ cần con trai thích, tôi sẽ ưng thuận. Nhưng mẹ anh lại thích chí diện, cương quyết phản đối cuộc hôn nhân này, khiến cho chúng tôi rất đau đầu. Đã rét vì tuyết, lại lạnh thêm vì sương. Có lần tôi đưa bạn trai về nhà, quên không báo trước cho cha mẹ. Kết quả là gặp ngay cha mẹ đang kéo xe bò đồng nát. Anh ấy nhất thời choáng váng, sững sờ đứng yên tại chỗ. Cha mẹ không để ý trên đầu con dính rác bẩn, nhiệt tình lôi anh vào dùng cơm. Tuy miệng nở nụ cười, nhưng đột nhiên anh trở nên rất ít nói. Tôi nói cho anh biết, nếu không thể chấp nhận gia đình tôi thì sẽ chia tay. Anh ấy nhường như cả đêm không ngủ, luôn luôn suy nghĩ về lời nói của tôi. Sáng sớm hôm sau, anh nói xin lỗi tôi với giọng nói đầy áy náy và cương quyết. Anh nói, thực sự xin lỗi em, sau này anh nhất định sẽ hiếu thuận với cha mẹ của em. Ngay lập tức, trái tim của tôi đã tan chảy. Sau khoảng thời gian tốt đẹp, chúng tôi bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Vào ngày hôn lễ, mẹ tôi đã lên phát biểu. Tuy mẹ không được học hành nhiều, nhưng mỗi câu, mỗi chữ đều khắc ghi trong tận đáy lòng tôi. Mẹ nói, đời này có thể không có gì cho con, nhưng những gì người khác có, cha mẹ cũng không thiếu. Sau đó, mẹ lấy ra một tờ khế ước mua nhà và một chìa khóa xe ô tô trao cho tôi, khiến mọi người có mặt lúc đó kinh ngạc. Tôi đã khóc, nước mắt nước mũi chảy ra không ngăn được. Cha nói, tuy không phải cao sang, nhưng từng đồng tiền đều là do bố mẹ từng chút tích lũy mà có. Nghĩ đến cha mẹ vất vả cho tôi của hồi môn, tôi thực sự rất biết ơn, cũng rất đau lòng. Hai con người ngày ngày cần mẫn làm việc, chịu bao nhiêu vất vả cực nhọc, cũng chỉ để con gái duy nhất được ngẩng cao đầu. Không ai có thể ngờ trước những gì cha mẹ làm cho tôi. Sao tôi có thể tự ti khi tôi được ở bên hai người vĩ đại nhất thế gian này? Vâng, một câu chuyện vô cùng cảm xúc và đầy nhân văn mà người con, người phụ nữ đã chia sẻ lại. Và tôi cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời nhận xét cho câu chuyện này. Tiếp theo, kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Biết vợ anh là bà bán cá, tôi coi khinh cho đến ngày gặp mẹ anh mới ngỡ ngàng khi tôi thật không ngờ, người đàn ông luôn tỏ ra tình nghĩa trước mặt tôi lại là người bội tình, bạc nghĩa đến như vậy. Tôi quen anh khi vào công ty anh thực tập. Thời điểm đó anh là nhóm trưởng. Anh gần 40 tuổi,
phong độ giỏi sang, chuyên môn cũng thuộc dạng vững nhất nhì cơ quan. Thời điểm đầu chúng tôi chỉ giữ mối quan hệ bình thường, tôi cũng phải kiêng nể, cẩn thận trong việc giao tiếp với anh. Nhưng chính anh là người chủ động, cởi mở làm quen, giúp đỡ tôi. Sau kỳ thực tập, tôi trở về công ty anh nộp đơn ứng tuyển. Vì đã quen biết, lại thêm tấm bằng đẹp, nên tôi được nhận về cùng bộ phận cùng anh. Cũng từ đây, tôi và anh có nhiều cơ hội quen thân, bên nhau nhiều hơn. Không lâu sau thì phát sinh tình cảm. Dù thời điểm đó tôi biết anh có vợ, con rồi. Tôi là cô gái xinh xắn, nổi bật, công bằng mà nói, bên cạnh tôi có không ít vệ tinh. Nhưng tôi thích anh nên mặc kệ ong ve bên ngoài. Tìm hiểu ra cảnh nhà anh, tôi ngạc nhiên cực độ khi biết vợ anh chỉ là người bán cá ngoài chợ. Bố anh là lính chuyên nghiệp về hưu. Mẹ cũng chỉ ở nhà buôn bán lặt vặt. Biết lợi thế của mình hơn đứt vợ anh, tôi công khai tấn công. Thứ tôi muốn còn nhiều hơn vị trí một nhân tình. Có lẽ sẽ có người nói tôi dại. Hoàn cảnh tốt như tôi, việc gì phải đi tranh chấp một người đàn ông bình thường như thế. Nhưng lúc yêu rồi mới biết, tình yêu là thứ ích kỷ không lý giải nổi. Bản thân anh cũng rất chiều chuộng, cưng đựng tôi, cũng thề non hẹn biển. Tôi tin anh và say đắm trong mối quan hệ ấy. Cho đến ngày tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ, bà hẹn gặp tôi nói chuyện. Ngồi đối diện với bà, tôi run như cầy sấy, mồ hôi vã ra đầm đìa. Bà cứ nhìn chằm chằm rồi cất lời: "Tôi không biết cô xinh đẹp, tài cán cỡ nào, nhưng gia đình tôi chỉ có một cô con dâu duy nhất, chính là Phương, tên của vợ anh. Chắc cô cặp với con trai tôi thì cũng biết hoàn cảnh rồi. Con dâu tôi chỉ là người lao động chân tay, nhưng chính con bé đã cứu vớt gia đình tôi qua thời điểm khó khăn nhất. Chính vì thế, cô đừng nghĩ tới chuyện chen chân vào giữa. Còn đàn ông tham lam, đi với người tình nói xấu vợ là chuyện bình thường. Nhưng chẳng ai dại mà bỏ vợ đến với người tình đâu. Cô còn trẻ, tôi khuyên cô thật lòng nên dừng lại." Trong buổi nói chuyện hôm ấy, mẹ anh cũng kể cho tôi nghe ngày xưa anh thất nghiệp, bà ốm nặng, cũng may nhờ vợ anh bươn chải, cáng đáng mới qua được thời kỳ khó khăn ấy. Hôm ấy về, tôi khóc như mưa. Hóa ra tôi coi khinh nhầm người, chính tôi mới là kẻ đáng bị khinh thường. Nghĩ đến anh, tôi thấy thật mỉa mai, chua chát. Anh nói anh không được hạnh phúc, vợ anh ghê gớm, chợ búa không biết đều. Hóa ra đều là giả dối. Tôi đau đớn vô cùng. Trước giờ anh qua mặt, lừa dối mà tôi không hề hay biết. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Vâng, hai câu chuyện có hai hoàn cảnh khác nhau. Kính mong quý vị lắng nghe để đưa ra những lời nhận xét, chia sẻ, bình luận cho hai câu chuyện này. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên các kênh của tôi. Xin chào, tạm biệt.